Thưa quý vị và các bạn, Porsche Macan là dòng SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất của thương hiệu xe Đức trong nhiều năm trở lại đây. Mẫu SUV này ra mắt lần đầu vào năm 2013 nhưng một năm sau mới mở bán chính thức. Tháng 7 năm 2018, bản nâng cấp giữa vòng đời của Macan được giới thiệu đến người tiêu dùng thế giới. Đến tháng 7 năm 2021, tức tròn 3 năm sau, mẫu xe này tiếp tục nhận được lần nâng cấp tiếp theo với nhiều thay đổi về nội thất, tăng sức mạnh cạnh tranh với loạt tên tuổi nổi tiếng như BMW X4, Mercedes-AMG GLC, Lexus RX, Acura RDX, Cadillac XT5, Jaguar F-Pace, Range Rover Velar. Tại thị trường Việt Nam, Porsche Macan nằm trong phân khúc SUV hạng sang và hiện có 3 phiên bản gồm Macan tiêu chuẩn, Macan S và Macan GTS. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang xem là chiếc xe Porsche Macan. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký năm 2020, model 2020, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe siêu lướt, mới lăn bánh được hơn 6.000 km. Cung cấp sức mạnh cho chiếc Porsche Macan này vẫn là động cơ tăng áp 4 xi lanh dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 252 mã lực và mô men xoắn 370 nm. Kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, động cơ này giúp xe tăng tốc 0 đến 100 km/h trong 6,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 228 km/h. Chiếc xe còn đẹp như mới. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ, quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Hãy subscribe.